Xin chào các bác và các anh em. Ngày nào thì em cũng ngồi ở căn phòng này để căn chỉnh vang số để gửi cho các bác anh em đặt mua vang số cũng như là các bác anh em gửi vang số đến để căn chỉnh. Thế cho nên là cũng có nhiều dịp để mà chia sẻ các bác anh em xung quanh những vang số. Thì buổi sáng nay thì em cũng cài mấy chiếc vang số, trong đó có một chiếc Theta 6e gửi cho một bác ở Bắc Cạn. Và bác này bác ấy đang sử dụng một cái bộ dàn cho một đôi BMB và một đôi loa bốt hàng bãi xịn. Thì bác ấy có hỏi và nhờ em tư vấn là chọn vang số để mà phù hợp với lại cái tính chất của bộ dàn bác đang dùng. Và bác ấy đang dùng một chiếc âm ly 506N. Thì qua vấn đề trao đổi thì em nghĩ rằng là với cái tính chất của cái đôi loa của bác ấy đang dùng ấy, thì em tư vấn cho bác này là sử dụng luôn cái dòng vang số Theta K6E. Bởi vì cái dòng vang số Theta K6E là một dòng vang số mà về cái chất âm của cái phần nhạc, phần mix, phần effect thì khá hay. Và về cái phần âm thấp ấy, về phần âm trầm, âm thấp thì cũng dễ kiểm soát. Và về cái phần âm cao thì nó có cái độ tách bạch về cái dải âm cao. Cho nên rằng là nó rất là dễ phù hợp với các cái dòng loa bát gần mút trung giấy tép giấy, cụ thể là BMB, loa bốt hoặc là BK hay là một số các cái dòng loa nằm hàng bãi. Thì về cái chất âm mà ở cái dải cao của cái dòng vang số Theta K6E là nó có một cái độ chi tiết rõ ràng và nó có sự tách bạch ở cái dải cao. Cho nên đối với các cái dòng loa gần mút trung giấy tép giấy thì có lẽ rằng là nó sẽ làm nổi bật được cái phần âm của dải cao lên. Cho nên em tư vấn cho bác này là sử dụng chiếc vang số Theta K6E. Và một bác ở Quảng Quảng Ninh, bác này ở Quảng Ninh thì bác cũng có đặt một chiếc vang số Hugo V6. Thì em cũng rất may mắn rằng là ở một cái tỉnh miền núi xa xôi, thế nhưng mà cũng được rất nhiều các bác và anh em các tỉnh thành trong cả nước tin tưởng đặt mua vang số cũng như là gửi vang số đến để căn chỉnh. Thì ở Quảng Ninh này thì cũng rất nhiều anh em bán đồ âm thanh và nó là cái nôi của hàng bãi. Thế nhưng mà bác ấy vẫn tin tưởng ở Thanh Hồng Audio KTV đặt mua một chiếc vang số Hugo V6. Thì đối với dòng vang số Hugo V6 thì em cũng bán và căn chỉnh rất nhiều rồi, mà cái chất âm thì nó cũng na ná như là cái dòng vang số đấy. Nhưng mà khi mà căn chỉnh cái dòng Hugo V6 này ấy, nó cũng có những cái mà nó khác biệt hơn. Thì sẽ có một cái dịp mà em sẽ phân tích và chia sẻ với anh em về cái sự khác biệt giữa cái dòng Hugo và cái dòng vang RX, mặc dù chạy chung phần mềm và cái phương pháp căn chỉnh giống nhau nhưng mà cái chất âm thì nó khác nhau, và chúng ta sẽ căn chỉnh như thế nào để cho nó có cái tính chất phù hợp. Và một chú em ở Vĩnh Phúc thì có gửi một chiếc vang số Chibat 580M kèm theo một cái bộ mix xua, bộ mix hàng mới, xua UG23. Bộ này là bộ xua UGX23 hàng mới. Đây là cái tay mix của cái bộ UGX23. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ các anh em về cái cấu hình ở trên dòng vang số Chibat 580M này. Các bác và anh em nếu như mà biết được phần mềm, biết được máy tính thì có thể rằng là chia sẻ qua Zalo được. Thì đối với chiếc vang số mà nó thuộc về cái dạng bình dân, giá bình dân và cái chất âm thì nó cũng gọi là khá khá. Và với cái thiết bị là cái bộ mic nó cũng chưa được tốt lắm so với mic Beyer hay là các cái dòng mic như là BBS hoặc là gì đó cả, hoặc là một số cái dòng mic mới, hàng mới chính hãng mà đắt tiền, thì chiếc mic Shure UGX23 này thì không thể bằng được. Thì khi mà em nhận được một cái bộ mic mà nó cũng chưa phải là hàng dòng cao cấp, và cái con vang thì cũng chưa phải là con vang đắt tiền, và cái chất âm thì nó cũng gọi là tạm tạm thôi, thì bây giờ sẽ thử luôn bốn cái chế độ ở trên chiếc vang số này để cho các anh em có thể là nghe được với cái bộ mic Shure UGX23. Đây nó là cái chế độ số 1 này. Thì đối với dòng mic Shure UGX23 thì theo đánh giá thì cái dải cao thì tạm được, nhưng mà về cái dải thấp ấy, về cái dải thấp là cái dòng của mic Shure hàng mới từ 20, 21, 22, 23 thì về cái dải âm âm thấp, âm trầm và trung trầm thì nó không được được sáng và nó không được rõ tiếng ở cái dải âm trầm. Âm bass thì hơi dư một chút. Thì bây giờ sẽ thử cái bộ mic của cái chú em này. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 4 4 4 7 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
Thì đối với cái dòng mic này ấy, thì thường thường là cắt tần số thấp ở cái phần mic như này là phải cắt cao lên đấy. Mà khi mà các anh em căn chỉnh vang số, khi mà em đã căn chỉnh cho các anh em rồi ấy, thì các anh em về nhà chủ yếu tập trung vào cái cắt tần số thấp và cắt tần số cao thôi. Giả dụ như ở nhà đang dùng cái bộ mic nó khác với lại bộ mic mà em đang căn chỉnh thì các bác có thể là xê dịch ở cắt tần số thấp. Nó rất quan trọng khi mà chúng ta thay đổi về cái cắt tần số thấp này đấy, kể cả cắt tần số cao này. Cắt tần số cao này thì là đôi khi các anh em cứ nghĩ rằng là chúng ta phải cắt cao lên, có thể là 18-20 nghìn thì chất mic sẽ sáng hơn, nhưng không phải đâu. Tùy từng đời vang số, có những đời vang số cắt cao, nhưng có những đời vang số cắt không cao đâu. Không cao, cắt cao lên thì lại càng dở, cắt cao lên lại càng làm cho mờ tiếng và chất âm nó không được rõ ràng, không được chi tiết. Thì ở trên dòng vang số này đang cắt ở 15.500 bao nhiêu đây. Đấy, hương bướm như thế. Thì bây giờ sẽ thử tiếp một cái câu hình số 2 nữa. Là câu hình số 2 này thì là cái chất âm nó sẽ sáng hơn này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 7 7 7 7 2 2 3 3 3 6 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
Thì sau này chú em này có điều kiện mà mua bộ mic khác, giả dụ như bay ơ hay là các chất mic mà nó đều ở ba giải, sáng tiếng hơn mà đều ba giải, có thể sử dụng ở cái cấu hình số 3 này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 3 3 3 tiếp đến cấu hình số 4 là cấu hình dịp vợt này. Cấu hình dịp vợt thì trên cái dòng vang số siêu trí bát thì về cái chất âm dịp vợt nó khá hay, cho nên là em đều làm một cái chế độ dịp vợt ở trên các cái dòng vang số siêu trí bát. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 7 2 3 5 6 bây giờ em sẽ chia sẻ các bác một cái tính chất ở trên cái dòng vang số này nên nó như thế này. Thì ở đây nó là cái phần effect đầu vào này. Phần effect đầu vào thì đang để ở cái giá trị là 99 này. Về cái phần căn chỉnh và hiệu nghe cho dì vợt thì các bác có thể là tham khảo ở đây. Về cái hiệu nghe cho dì vợt thì các bác có thể là tham khảo ở đây. Hôm nay sao không nét lắm nhỉ? Về cái phần nghe cho dì vợt, các bác có thể là tham khảo các cái thông số ở phía trên này là căn chỉnh về cái dì vợt này, hiệu ứng dì vợt này. Phía dưới này là căn chỉnh hiệu nghe cho này. Đây là echo. Và bên này là equalizer, cũng có căn chỉnh và cắt tần số thấp, cắt tần số cao ở trong cái giải equalizer. Thì ở các tần số thấp ở trong cái hiệu ứng dì vợt nó đang là 143 Hz. Và ở một vị trí là nhà sản xuất mặc định là cái chế độ ở cái vị trí số 2 ở trong cái giải equalizer của cái phần dì vợt thì nó đặt sẵn ở chế độ là HS, tức là cho phép chúng ta thay đổi về cái giải âm cao. Thì cái này thì đang giảm đi 0.1 dB. Và các tần số thấp ở trong hiệu nghe cho nó đang là 123 và cũng có căn chỉnh ở cái vị trí equalizer ở trong cái phần equalizer ở trong phần nghe cho. Thì em quay lại để cho các anh em thấy được phía trên này là dì vợt này, phía trên này là dì vợt, đặt các cái thông số như của em này chắc là cũng khá ổn. Đây là cái dì vợt này, bên dưới là nghe cho này, bên dưới lại cho, đấy là phần đầu vào. Phần đầu vào thì nó có cái phần effect đầu vào, có cái phần căn chỉnh về hiệu ứng nghe cho dì vọt, cho dì vọt. Và đây là giải equalizer. Thì với cái bộ mic của chú này thì cắt cũng khá cao, tức là 77 Hz, và có căn chỉnh một số cái điểm ở trên cái giải equalizer phần mic. Đây là các bác có thể nhìn cái thông số ở đây, 101 giảm 0.1, và một cái vị trí nữa là giảm như thế này. Thì các bác chỉ vào đây để cho các bác anh em có thể là nhìn thấy được cái thông số mà em đã căn chỉnh ở trong cái giải equalizer. Trong cái giải equalizer các bác anh em có thể là tham khảo cái thông số ở đây. Và ở cái phần đầu ra, phần đầu ra thì nó có liên quan như thế này. Đầu ra đây là đầu ra trên main. Thì ở trên main nó có cái DJ này, là cái
cái âm thanh trực tiếp này, đây là cái effect tổng này, effect tổng này, đây là cái phần mic, và ở phần music thì cũng có phần music. Thì trong phần music này ấy, ở cái phần music này là nó cho phép chúng ta căn chỉnh về cái delay này, về cái delay, tức là cái độ trễ, độ dày của cái phần âm sắc của cái phần music, và căn chỉnh về cái độ trễ, về tốc độ âm thanh ở bên này. Đây là cái phần music này. Thì cơ bản nhất thì nó là cái phần effect tổng này, effect echo reverb này. Và như vậy là trong phần main thì nó có cho phép chúng ta căn chỉnh về cái phần equalizer của cái phần mic riêng biệt này, phần music riêng biệt này. Thì những cái điểm trắng trắng ở đây này, những cái điểm trắng trắng ở đây ấy, là nhà sản xuất báo hiệu cho chúng ta là ở cái phần equalizer, ở cái phần mic này chúng ta đã căn chỉnh rồi. Còn ở cái phần đầu ra của phần mic có hai điểm thôi. Có hai điểm, có cái màu xanh và màu đỏ này này. Màu xanh này này. Màu xanh và màu đỏ này này, cho phép chúng ta căn chỉnh thêm ở cái phần mic. Và phần music cũng có hai điểm, một điểm màu xanh, một điểm màu đỏ, là cho phép chúng ta căn chỉnh phần mic riêng biệt và phần music riêng biệt ở trong cái phần main. Thì vừa rồi thì em cũng đã chia sẻ với các anh em một cái cấu hình ở trên dòng vang số Chivas 580M. Và các anh em đang sử dụng với cái dòng vang số này thì các anh em nếu như biết phần mềm, biết máy tính thì có thể liên hệ với em, thì em sẽ chia sẻ với các anh em một cái cấu hình để các anh em có thể add được vào và sử dụng tương đối tốt cho cái dòng vang số này. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các anh em, hẹn các anh em trong những video clip tiếp theo.